Hello cả nhà. Hôm nay sáng này ngày thứ tư cả nhà. Ngày thứ tư thì mình cũng sáng cũng có ghé ở đây. Quay lại cảnh này xem coi tình hình của hai cha con bé Yến nhảy cầu ra sao nha. Giờ thì nghe thông tin mọi người ta cũng nghe nói là hai cha con bé Yến bây giờ là theo em nghĩ thì cái người này chắc làm hiện trường giả không có nhảy cầu đâu, có nghĩa là hai vợ chồng giận nhau á rồi làm như vậy đó, rồi để cho con vợ nó quay về. Nhưng mà có ai vớt chưa, biết hiện trường giả có bò kiếm chưa? Thì bây giờ ta kiếm 3 ngày rồi, bữa nay ngày thứ tư rồi, chú Tám Sang cũng đã đi về luôn. Ta chắc cũng có thông tin gì ta mới bỏ về rồi. Mọi người đều về. Lên Phú Quốc coi thấy quá giờ luôn. Đang dạ. Thì mình dự đoán là chắc hai cha con người này không có nhảy cầu cả nhà, làm hiện trường giả để cho cái người vợ đó sợ rồi quay về thôi. Chứ theo nếu như nhảy cái cầu thì bữa nay cũng ngày thứ tư rồi, ngày hôm qua là kiếm được rồi, xác cũng nổi lên rồi, nhưng đội chú Tám Sang tìm cũng khá vất vả nhưng cũng không gặp cả nhà. Vì sông nước ở đây chú Tám cũng đã nói tìm cũng rất dễ chứ không phải như ở miền Tây này, là ở sông Sài Gòn rồi cũng dễ tìm chứ không có khó. Nếu mà như mà bé Yến cùng cha mà đi theo cha mà cha không có nhảy cầu thì mình cũng mừng, rất mừng luôn, nhưng mà buồn buồn cho người nhà đấy cha, buồn cho người nhà với những người mà đã bỏ công sức ra đi tìm kiếm. Theo mình nghĩ thì nếu như mà nhảy cầu thì có thể mang dép nhảy luôn, đâu mất gì phải bỏ là dép, đúng không? Mang dép mà cái xe máy thì cũng không thấy, không ai biết ở đâu luôn, thì cái này có nghĩa là anh ta đã dựng hiện trường giả, là anh ta cùng con gái là lên xe đi đâu đó rồi, đúng không cả nhà? Chắc mình nghĩ vậy, cũng cả nhà phân tích thử coi có đúng không. Thì bữa nay người nhà cũng đã bỏ về hết rồi, thường mẹ của anh đó, bà nội của bé Yến thì cũng thường ngồi bên đây nha, ngồi bên giống đó chờ. Nhưng mà bữa nay bà cũng đi về luôn, cả chú luôn về hết nha. Chú Tám Sang cũng bỏ cuộc rồi, không có tìm nữa, vì cũng nghe phong phanh đâu đó rồi, chắc có cái tin gì đó người ta mới bỏ về đó cả nhà. Nếu mà có thật vậy thì mình cũng rất mừng cho bé Yến, mình cũng cầu mong là như vậy đó nha, cầu mong cho biến còn sống nha. Nhưng theo mình nghĩ chắc
Biến theo cha, cùng cha đi đâu đó rồi chứ không có nhảy sông đâu. Bữa nay giấc sáng là nước lớn nghe nha, nước lớn là cái hôm bữa là anh nếu như anh ta nhảy cầu thì nước lớn nè, ngay lúc nước lớn nè, nước chảy vô đây. Mình cũng gán tìm hiểu thông tin để nếu như có tin gì mới mình sẽ báo quay lên để cho cả nhà xem nha cả nhà. Hôm nay mấy ngày nay thì chỉ bữa nay thì chỉ còn mấy anh YouTube thôi, để đến đây để thu thập thông tin thì có tin gì mới không. Bữa nay là ngày thứ tư nữa nha, giờ cũng không có thấy nữa, nhưng mà nếu mà có thấy thì để cho những người dân đi bắt cá hoặc là cặp sông rồi ta úp về bên sông rồi, nếu người ta thấy thì ta phát hiện là báo cho chính quyền, chứ chú Tám hiện tại thì không có khả năng tìm nữa, bởi vì không có tin được, không có nguồn tin để tìm kiếm nữa. Như xác thì xuống sông người ta tìm trong 3 ngày là có nổi lên rồi. Hôm trước thì có vụ đụng ghe ở đây nè, hai vợ chồng già mà cứu được người chồng, còn người vợ thì chìm luôn, không có tìm được. Nhưng mà trong 3 bữa sau thì cũng phát hiện gần đây thôi chứ không có xa. Phát hiện bà vợ là tấp vô chỗ dưới cái miễu dưới gần đây chứ không xa. Thì nếu như hai cha con biến mà có nhảy cầu thì chắc cũng tìm được chứ không có khó. Nhưng mà trong 3 ngày, bữa nay ngày thứ tư không có phát hiện, thì chắc lẽ là cha biến đã tạo hiện trường đó để cho vợ mình về thôi chứ không có nhảy cầu. Rồi cái ông xe công nghệ gì đó thấy cũng chắc thoáng thoáng cũng nghi ngờ, không có nói được rõ. Nó là thấy cái bóng nhảy xuống cầu, nhìn lại thì thấy hai đôi dép với bức thư, thì cái đó mình thấy cũng không có chắc là tin được. Mình nghĩ là chắc cha con với Yến chạy đi đâu đó rồi chứ không có nhảy cầu cả nhà. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư, mình cũng vô đây thu thập ít thông tin để đăng lên cho cả nhà hiểu nha. Rồi thôi, tới đây mình cũng xin kết thúc video cả nhà.